Xin chào các em. Các em vừa theo dõi tiết mục nhảy Daddy Cool rất vui nhộn và hấp dẫn của các bạn nhỏ đáng yêu ở trường mầm non Vietkids Thanh Hóa. Đây là tiết mục mở màn cho chương trình biểu diễn thời trang Vietkids Junior Fashion Week vừa được tổ chức, thu hút sự tham gia của hàng trăm mẫu nhí xinh đẹp và tài năng tại thành phố Thanh Hóa. Chương trình Vietkids Junior Fashion Week là một hoạt động thường niên được trường mầm non Vietkids duy trì tổ chức vào tháng 10 hàng năm nhằm giáo dục tình yêu thương gia đình, bà, mẹ cho các bé. Thông qua chương trình, tạo cho các bé một sân chơi bổ ích, giúp các bé tự tin, thể hiện bản thân ngay từ khi còn ở lứa tuổi mầm non. Đồng thời qua đó, nuôi dưỡng trong mỗi bạn nhỏ một ước mơ đẹp về ngành thời trang và nghề người mẫu trong tương lai. Đặc biệt năm nay, Vietkids Junior Fashion Week có sự góp mặt của nhiều gương mặt khách mời nổi tiếng. Nổi bật trong đó là Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Trần Tiểu Vi, nhà thiết kế thời trang Hoàng Hải, người mẫu La Hằng, biên tập viên MC Phương Liên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Sự góp mặt của những tên tuổi nổi tiếng góp phần tạo nên sự thành công cho chương trình, đồng thời giúp các bé được học hỏi thêm nhiều điều bổ ích từ những người có chuyên môn. Nhưng hôm nay con chuẩn bị quần áo rất đẹp để đi đến đây biểu diễn. Hôm nay con rất vui nên con tham gia chương trình này. Ngày hôm nay con rất vui ở sân trường này. Mẹ mua váy cho con thật đẹp. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần biểu diễn thời trang của 185 mẫu nhí trong đêm chung kết Vietkids Fashion Week. Chúng ta hãy cổ vũ nhiều hơn cho chàng mẫu nhí đầu tiên đang trình diễn sân khấu được không ạ? 185 tiết mục trình diễn thời trang được chọn lọc từ hàng nghìn tiết mục trong vòng sơ khảo được nhà trường tổ chức trước đó. Mỗi tiết mục có sự đầu tư công phu cả về trang phục biểu diễn và phong cách trình diễn của các bạn nhỏ. Có những tiết mục được các bạn diễn trang phục truyền thống của các dân tộc.
hay những tiết mục làm người xem bất ngờ bởi trang phục được thiết kế rất ấn tượng và độc đáo. Rồi cả những màn trình diễn thời trang đôi của các bé ở lứa tuổi nhà trẻ rất đáng yêu. Theo dõi các phần trình diễn thời trang, khán giả thấy mãn nhãn và rất hào hứng vì các bạn nhỏ dù tuổi chỉ mới có 4 năm thôi, nhưng có phong thái biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp và rất thần thái trên sân khấu. Việt Kids Junior Fashion Week là một trải nghiệm thực tế quý báu cho các bé. Bên cạnh giờ học và thực hành rèn luyện kỹ năng, chương trình chính là cách để giúp các em phát triển hơn nữa. Đây cũng là cơ hội cho các bé tỏa sáng và tự tin trước đám đông. Với những bé có niềm đam mê với thời trang, đây cũng là cơ hội tốt để phát triển hơn nữa. Tham dự Việt Kids Junior Fashion Week, các bà mẹ là người luôn sát cánh và đồng hành cùng các bạn nhỏ. Từ khâu chuẩn bị trang phục, đạo cụ trình diễn, rồi hồi hộp đón chờ phần trình diễn và cảm giác đầy tự hào khi nhìn đứa con bé bỏng sải bước trên sàn runway. Hôm nay được tham gia chương trình này với các con thì tôi là phụ huynh thì cũng trước mắt là gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu của trường Việt Kids đã tạo cái sân chơi cho các con được niềm đam mê, thỏa thích và được tự tin biểu diễn để hòa đồng, tham gia hòa đồng với tất cả cái niềm vui chung của trường. Em cảm thấy là đối với chương trình thời trang hàng năm Việt Kids tổ chức đó, em cảm thấy rất là bổ ích cho các con. Với là các con được diện những bộ đồ là rất háo hức, khi các con được vào chung kết thì rất cực kỳ háo hức. Giống như bé nhà em này, cả ngày đòi đi xem những người mà chờ người ta đi biểu diễn này, rồi học theo, rồi cả ngày bắt đi diễn, rồi là diện những bộ đồ là đòi về sớm để đi trang điểm thôi ạ. Xuất hiện với vai trò là khách mời của Việt Kids Junior Fashion Week, cũng có nhiều bạn nhỏ là cựu học sinh của trường, nay đã lớn và quay trở lại mái trường xưa để cổ vũ cho các em nhỏ và gặp lại các cô giáo thân yêu của mình. Trong đó, bạn Hoài An, cựu học sinh của trường, nay đã học lớp 4, cũng có phần giao lưu chia sẻ với các em nhỏ tham dự buổi trình diễn thời trang. Là một học sinh của trường Việt Kids, Hoài An cũng đã từng tham dự chương trình biểu diễn thời trang của trường trong nhiều năm, từng được nhiều lần sải bước trên sàn runway. Con cảm thấy rất vui khi được quay trở lại ngôi trường Việt Kids và được nhìn thấy những cô giáo thân mến. Trên sân khấu của trường Việt Kids có những em nhỏ mặc những bộ trang phục rất độc đáo. Cũng giống như con ngày xưa, cũng từng biểu diễn trên sân khấu của trường Việt Kids. Phần trình diễn của 185 mẫu nhí đã làm ban giám khảo làm việc hết công suất để lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất đêm diễn. Khép lại Việt Kids Junior Fashion Week, các mẫu nhí tài năng nhất và chuyên nghiệp nhất đã được vinh danh với giải thưởng xứng đáng cho sự thể hiện đầy tự tin của mình. Các bạn nhỏ vô cùng hứng khởi khi được nhận những giải thưởng hấp dẫn từ Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vi và nhà thiết kế thời trang Hoàng Hải. Có thể thấy, Việt Kids Junior Fashion Week không đơn giản chỉ là một sân chơi cho các bé. Đây còn là một cách để các bé học được sự tự tin, thể hiện phong cách, bản lĩnh. Mong rằng chương trình bổ ích này sẽ luôn đồng hành cùng các bạn nhỏ trên chặng đường phát triển về sau. Các em thân mến, những chương trình biểu diễn dành cho các bạn nhỏ chính là cơ hội để chúng mình được trải nghiệm, trau dồi năng khiếu và cũng là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ mà sẽ theo ta mãi cho đến sau này. Chị hy vọng rằng các em sẽ luôn trân quý quãng thời gian này để cố gắng phát triển hơn nữa trong tương lai. Thời lượng dành cho chương trình thiếu nhi ngày hôm nay đã hết rồi. Chị Phương Liên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.